Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của Trâm Anh, Á quân The Face, thành tiểu tam đáng ghét trong cây táo nở hoa. Lê Thị Trâm Anh, sinh năm 1995 tại Bình Phước, cô nổi tiếng sau khi tham gia chương trình The Face 2018 vào đội của huấn luyện viên Minh Hằng và xuất sắc giành danh hiệu Á quân. Trâm Anh The Face là một người mẫu chụp ảnh blog bóc khá có tiếng trước khi tham gia The Face Việt Nam 2018. Nếu những ai yêu thích các show thực tế về người mẫu thì người này cũng không xa lạ gì cho lắm. Đó là cái tên Trâm Anh The Face là ai? Có vẻ đẹp mong manh nhẹ nhàng, Trâm Anh thường làm tốt những thử thách, quảng cáo mỹ phẩm chăm sóc da, đặc biệt là khi yêu cầu để mặt mộc. Trước khi đến với The Face, ngựa chiến đội Minh Hằng đã là người mẫu ảnh quen thuộc cho nhiều shop thời trang tham gia một số video quảng cáo. Trâm Anh The Face, tên đầy đủ là Lê Thị Trâm Anh. Trâm Anh sở hữu gương mặt xinh xắn, có nhiều đường nét tương đồng với hot girl tâm tít. Người làm người mẫu quảng cáo, cô tích cực lấn sân sang, diễn xuất. Trâm Anh The Face quê ở Bình Phước với sống mũi cao nhọn, đôi môi tèo đậm chất baby. Trâm Anh The Face là ai? Gây chú ý từ những vòng đầu của cuộc thi The Face 2008. Trâm Anh The Face sở hữu chiều cao hạn chế 1m62 nhưng vóc dáng cân đối quyến rũ. Cô nêu rõ quan điểm, mình không cao nhưng vẫn không đến nỗi quá lùn. Yếu tố này gây bất lợi trong nghề người mẫu khi đi diễn sàn runway. Còn lại, cô nàng thấy không ảnh hưởng gì. Trâm Anh The Face nặng 47kg, có vẻ đẹp trong sáng kiểu búp bê. Ở đời thường, Trâm Anh thích ăn mặc cá tính trẻ trung kiểu Hàn Quốc, style gọn gàng mà vẫn nổi bật của cô nàng là gợi ý lý tưởng cho những cô nàng mảnh mai, không có chiều cao chuẩn. Số đo 3 vòng của Trâm Anh The Face hiện đang được cập nhật khi chia sẻ hình ảnh diện bikini. Nữ người mẫu nhận được nhiều lời khen với thân hình săn chắc, cơ bụng lộ rõ nhờ chăm tập thể thao. Trâm Anh cho hay, do lịch trình là việc bận rộn nên cô thường ăn uống không theo kế hoạch. Dù vậy, nữ người mẫu đầu tư cho việc dưỡng da hay tập thể dục 30-60 phút một ngày. Năm 2014, Trâm Anh The Face từng tham gia cuộc thi Fashion Icon. Tuy nhiên, cô chỉ giành được giải Icon ăn ảnh với thành tích không nổi bật như các thí sinh khác, nhưng Trâm Anh lại sở hữu một lượng fan người hâm mộ đáng gờm. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cô vươn lên vị trí thứ 3 trên 317 thí sinh tham gia casting online. Năm 2018, cô được chọn về đội Minh Hằng và dừng chân với ngôi vị Á quân. Sau cuộc thi, Trâm Anh có tham gia một số game show khác như Trời Sinh Mở Cặp với vai trò là thí sinh và làm huấn luyện viên cho The Face Online. Gương mặt không góc chết của Trâm Anh được đánh giá phù hợp với mảng thương mại. Trong suốt chương trình, nữ người mẫu tiến bộ trong từng tập thi, phong độ tốt cùng gương mặt đẹp, chiến thắng ngôi vị Á quân The Face 2018. Sau cuộc thi, Trâm Anh nhanh chóng nhận được nhiều lời mời quảng cáo mỹ phẩm thời trang và là khách mời tham gia nhiều sàn diễn thời trang. Người đẹp Trâm Anh The Face từng góp mặt trong một số web drama như Kẻ Săn Tin, Trói Buộc Yêu Thương hay gần đây nhất là Cây Táo Nở Hoa với vai diễn Tiểu Tam Trinh. Trâm Anh The Face lần đầu bén duyên với vai diễn Tiểu Tam đáng ghét. Cây Táo Nở Hoa là bộ phim truyền hình về đề tài gia đình ăn khách nhất thời gian gần đây. Đặc biệt, điều khiến người xem chú ý gần đây là nhân vật Trinh do Trâm Anh thủ vai, người đã xen vào cuộc tình của Dư và Trúc. Nói về vai diễn này, Trâm Anh cho rằng đây là cơ duyên của cô. Bởi ban đầu cô đến casting vai Trúc, sau đó đạo diễn dự định trao vai hot girl, mê thần do Thiên Nga thủ vai. Vì phong cách thời trang của cô ngoài đời, hợp với nhân vật này, nhưng cuối cùng Trâm Anh lại được chọn vào vai Trinh. Trong Cây Táo Nở Hoa, Trâm Anh đảm nhiệm vai Trinh, người thứ ba xen vào cuộc tình của Dư Trúc, Song Luân và Minh Trang. Một ngày cô xuất hiện với bụng bầu lớn và tuyên bố Dư là bố của đứa trẻ sau khi cả hai xảy ra chuyện tình một đêm. Tuyên bố này khiến mọi người bàng hoàng, không chỉ bắt Dư chịu trách nhiệm, Trinh còn đòi cưới và sống chung nhà với anh em Dư như người một nhà. Cô nàng này còn trơ trẽ hơn khi đến nhà Trúc và yêu cầu Trúc phải chia tay Dư. Với vẻ ngoài xinh đẹp sang chẳng đời thường, Trâm Anh không ngại làm xấu mình, trở nên xòe xòa và đáng ghét hơn với vai Trinh. Nữ người mẫu cho hay, vai diễn này đến với cô một cách tình cờ. Ban đầu đạo diễn phim Cây Táo Nở Hoa định trao vai hot girl mê trần cho Trinh vì phong cách thời trang ngoài đời của cô hợp với nhân vật này. Tuy nhiên, vai diễn này sau đó được trao cho Thiên Nga, Trâm Anh được chọn vào vai Trinh. Vì chưa có kinh nghiệm diễn xuất nên mỗi vai diễn đều đáng quý đối với Trâm Anh. Cô cho hay, luôn quan sát và học hỏi mọi người để nâng cao kỹ năng diễn xuất. Nữ diễn viên cũng dự định sẽ đi học thêm lớp diễn xuất bài bản trong tương lai để duy trì tình yêu với môn nghệ thuật thứ 7. Nhiều người nặng lời khi bình luận trên các trang mạng xã hội của cô hoặc nhắn tin riêng. Thỉnh thoảng nghe bạn bè nhắn, người ta chửi mày trên mạng kìa, Trâm Anh đều không dám đọc. Điều đó càng chứng tỏ cô nàng đã thể hiện rất tốt vai diễn của mình nên mới khiến khán giả ghét cô. Cô Trinh từ trong phim cho đến ngoài đời,
Có thể thấy, trông manh trên sàn runway và trên màn ảnh nhỏ gần như hoàn toàn lộ sắc, nhân vật Trinh trong phim mang lại cho người xem nhiều cảm xúc thú vị, vừa đáng giận vừa đáng thương. Trông manh gần như tạo được bước ngoặt cho mình trong sự nghiệp diễn xuất. Chính đạo diễn Võ Thạch Thảo cũng từng đánh giá, trông manh là một hạt giống tiềm năng trong dàn diễn viên trẻ. Trâm Anh từng không được gia đình ủng hộ theo đuổi nghệ thuật, tuy nhiên cô vẫn quyết tâm tham gia cuộc thi The Face 2018 để chứng minh cho bố mẹ thấy khả năng của mình. Được nhận xét có cá tính nhẹ nhàng, hiền lành, Trâm Anh chưa từng dính scandal nào, cô luôn giữ hình ảnh của mình trong sạch trong 3 năm hoạt động nghệ thuật. Mới đây, mạng xã hội râm ran tin đồn Trương Thế Vinh đang hẹn hò Trâm Anh Á quân The Face 2018, không phải Thúy Ngân. Nhiều người phát hiện ra Trương Thế Vinh và Trâm Anh cùng đăng hình một chú chó. Điểm trùng hợp ở đây là chiếc vòng cổ của bé cún này, chứng minh mối quan hệ thân thiết của cả hai. Chưa kể, thời gian qua Trương Thế Vinh và Trâm Anh cũng có cơ hội làm việc chung khi tham gia bộ phim Cây Táo Nở Hoa. Từ những bằng chứng trên, dân mạng nhận định cặp đôi đã bén duyên nhau được một thời gian. Song cũng có ý kiến cho rằng hình ảnh trên không nói được điều gì, bởi cả hai là đồng nghiệp, việc gặp gỡ hay đơn giản là thấy chú chó dễ thương nên chụp hình là điều hết sức bình thường. Trước tin đồn, Trương Thế Vinh không khẳng định cũng không phủ nhận mối quan hệ đang được khán giả quan tâm. Anh cho biết từ trước đến nay bản thân chưa bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư với công chúng. Diễn viên 37 tuổi mong khán giả hiểu và thông cảm vì anh cần một khoảng trời tự do riêng. Dẫu vậy, nhiều khán giả vẫn liên tục đẩy phiền cho Trương Thế Vinh và người đẹp Trâm Anh và cho rằng cả hai khá đẹp đôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký.